của bà chị quen nha, quen thân mình quay rau muống giờ đang thu hoạch à. À, một clip rau muống đang cắt một khúc nè, rồi rau len này á hả là mới cắt nè. Hồi sáng mình quay mình cắt hay vui ha. Đó mình không có theo rau muống cải ngọt đó, này nhíp xà đất nè, giống nè thứ hai. Cải ngọt ha, cải ngọt này là chuẩn bị tới lúa cắt rồi đó. Vô chị ra, chị dập dập chị hái đi tôi. Không, lát ấy ra cắt rau len đi. Đi ra đó coi có con dao nào không? Lát cắt rau len chặt đi dòng lát đi dòng lát. Không không không, hiện giờ cắt sẵn đi để dòng ra lát lát dòng lát. Đó, 3 lít cải ngọt này nha. Xà lách nè, xà lách gieo cái này xà lách chắc xà lách mới ươm nè, xà lách mới gieo, xà lách mới gieo rất là ngon. Cải ở nhà bà chị á hở rồi bắt xà lách kia là hái rồi đó. Hái rồi nhổ lát chị lại nhổ thôi, lát nhổ ấy đi. Vườn này là đủ loại rau ha, rau gì cũng có nha, rau gì cũng có đó các bạn coi cả nhà coi nha. Mùng tơ nè, bây giờ gieo mùng tơ nè, rau dền gieo lên rồi cây sạch đó, rau dền, rau dền đã sạch cả nhà đều coi nha. Không ngọt đó, bên đây mấy clip có nhổ rồi đó. Ngày nào mình cũng hai ba ngày là mình ăn sẽ ăn rau lan, rau lan này là rau lan sạch, sạch. Không không có thuốc, thành ra mình luộc chấm bánh nêm rất là ngon, cải ngọt. Thêm hai, thêm hai. Chiều tối rồi đợi thế nào gà xà lách. Giờ mình đi vô nhà bạn nào. Nãy vô thấy có da ấy không? Đó, một tơ giờ đang đang cắt nè, đang cắt bó nè. Đúng rồi, để em từ từ ha. Hả? Khỏi đi, khỏi đi. Cái nhỏ chuẩn bị bỏ trong trong siêu thị nha. Trong siêu thị. Rồi mấy mấy chị mình đang mấy chị mình đang thu hoạch kìa, đặng mai đem ra cho siêu thị kìa. Đó, bây giờ ở nhà đã hái rau. Đó, mấy nếp. Đó, cái này bỏ trong siêu thị nha cả nhà. Cái này là mới rau hái rồi nha, ngày mai là hái đó. Đó, trồng cải là phải dăng mùng gì nè. Rau sạch mà.
cải này cải bề xanh mới gieo, cải xanh tỉa rồi cấy rồi, cái này là cái này cấy rồi lên nè rồi mới trồng lại bạn. Gieo xong rồi nhổ ra cái cấy lại 2 lít cải bề xanh, 2 lít cải ngọt. Quen nè, 4 người đều làm rau. Đó, gieo cái cải bạch xanh. Đó, làm liếp à. Gà có gà rồi. Làm liếp. Đó, giờ đang làm liếp. Bây giờ làm liếp nè, trồng trụ. Okay.